À, xin chào cả nhà nhé. À, hiện tại có mặt ở bên đảo Nhật Tân. Dạ dạ. Chốt lên đây rồi nha. Xuống xíu xíu đó rồi. Đây nha. Ok ok. Rồi đây. Các bạn cùng theo dõi anh Kiên đi mua đào ở Hà Nội, vườn hoa Nhật Tân. Đây, anh Tân chia sẻ với mọi người đi. Đào ở đây rất là đẹp nhá. Thì thấy là bà con nông dân ở đây trồng đào thì năm nay đào rất là đẹp. Nên là mình muốn mua một cành về tặng cho ba mình. Cành nhỏ nhỏ thôi, tại đường xa quá không có đem được cành bự. Nên là mua một cái cành bé bé thôi. Cầm luôn cành này thì có giá là cô để cho 250. Đây. Cầm đây. 250. Đẹp không? Đang bó là để cầm nó dễ chứ để xẻ đẹp lắm. Xẻ rất là đẹp. Đây, giờ mình sẽ đem nó về đem Tết từ Hà Nội về. Đem Tết từ Hà Nội về Thanh Hóa. Đây có đào là có Tết rồi nha cả nhà. Từ Sài Gòn ra Hà Nội. Con người tiền cô ơi. Có đào là có Tết rồi đấy. Cành đào đẹp quá ha. Mà rẻ. Quá đẹp thì kiếm được kiếm một kiếm. Dạ. Cô tưởng lon chứ mà tưởng là lắng này ăn ra này là vừa. À thế à cô. Kiểu lắng lên là vừa mà tưởng mới được. Nhà mình trồng đào mấy chục năm rồi cô? Ở đây dòng thì năm dí đâu được một chục lắm đấy. À chục năm rồi hả? Chục năm. Trước đây là làm cái gì cô? Cái cánh này nó mới. Cô trồng đào rồi trồng hoa cúc rồi trồng cúc này. À. Hoa gì? Nói chung là ở đây mình cũng trồng hoa. Cái hoa đỏ đẹp tím tím là hoa gì cô nhỉ? Tôi trồng hoa violet. À violet à? Ừ, còn cái kia là ngoài kia chủ yếu là cẩm chướng. Cẩm chướng. Cẩm chướng. Rồi hoa này hoa gì? Cúc à? Cúc. Có không phải hoa này này. Cúc này là cúc họa mi. À cúc họa mi à? Đẹp quá ha. Cúc họa mi. Rồi chúng ta hãy trồng ra bên ngoài nhá. Rồi con cảm ơn cô nhiều nhá. Cảm ơn cô. Là năm mới. Cắt lên còn đẹp hơn. Dạ. Cắt lên trông còn đẹp hơn. À. Dạ. Chúc cô năm mới là nhiều sức khỏe và buôn bán thuận lợi. Năm mới là bạn sinh nhí cho cô. Tháng năm là trồng được nhiều đào đẹp hơn nhá. Dạ. Năm nay mà rét thì tuyệt vời luôn đấy. À năm nay. Dạ. Mấy ngày nữa là nó rét lại đấy. Lại mấy ngày nữa rét là tới Tết luôn à. Đúng rồi. À, cảm ơn cô. Đi. Thôi mình đi ra nhá. Cái cành này nó cũng không to lắm nên là cầm được. Chính cành to lại nó không có giá bằng cái cành này đâu. Dạ. Cái này hoa nào mà nở nhiều quá mềm nhắc quá. Đẹp không? Cả nhà thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Nụ quá trời luôn này. Ồ. Chi chít chi chít nụ. À. Tuyệt vời. Thôi chiều nay đem Tết về cho ba rồi. Đây các bạn coi này. Cái vườn đào bên này này, anh Kiên qua dẫn các bạn qua thăm này. Đây, vườn đào bên này này. Này là đào phai. Đào phai nhá, đào này gọi đào hồng đúng không? Đào hồng á. Đào hồng, đào phai này. Đây nó cũng nhưng mà Kiên ra đâu. Khác nhau luôn này. Đào này thì ở quê nhà Kiên có, nên là Kiên không mua, Kiên mua đào đỏ thôi. Đào đỏ thì ở quê hiếm lắm, hiếm đào đỏ lắm. Đào phai ở quê Thanh Hóa nhiều lắm. Nên là mình không có cái đào đỏ mà ra đây đi, cái đào Nhật Tân này thôi. Quá đẹp luôn. Ra luôn đó. Cái này mà quay phim trưởng. Cái này là giống được trong phim Thần Điêu Đại Hiệp đó, có vườn đào của Hoàng Lão Tà á. Đây là loại đào. Nó đẹp như vậy luôn đó. Đào kia là người ta đóng là đào giả chứ đây là đào thật. Đúng không? Đúng rồi. Ở trong đây có đào đỏ này. Đấy, chúng ta đi một vòng sau đó chúng ta ra nhé. Rồi chuẩn bị về đi. Cũng nắng lắm à. Ui, đây mấy cây đào đỏ này. Cây này to đấy. Đây này, hoa này mới đẹp này. Hoa này là hoa gì ta? Cái hoa này là gì không? Không biết thôi. Em không có rảnh về các loại hoa. Hoa đẹp không? Đẹp không? Ở giữa lại có đào đấy nhỉ. Wow, hoa đẹp quá. Hoa đẹp quá cả nhà ơi. Cái máy này quay màu nó đẹp ha. Được, màu đẹp. Đây, hoa đẹp quá. Trời ơi. Quá thơm không nhá. Hoa, wow, hoa rất là thơm. Hoa này đặc biệt là nó ra nhiều màu khác nhau nhá, không phải là một màu này. Này, đỏ này, rồi hồng này, tím này, trắng này. Quá trời màu luôn. Không biết hoa gì. Tại mình không phải là nghề trồng hoa, mình không có gì thơm lắm. Em cũng không dành, anh em mình con trai nên không dành về hoa rồi. Cái này thì chị em phụ nữ dành hơn.
Nhưng mà hoa này hoa violet này, hoa này violet. Chị em mà gặp cái vườn hoa này chắc thích ngất ngây luôn. Hoa violet nhá. Bíp này là violet. Đi vô vườn hoa cảm giác nó về với thiên nhiên nó đã. Thiên đà luôn. Chắc là về trồng hoa quá. Anh Kiên cầm cành đào y như là một chàng trai chưa vợ đang đi tìm vợ các bạn ạ. Lên bán đi tìm vợ này, trai lên bán này. Này cầm này để đi tặng vợ đấy. Cầm này tặng vợ. Gặp vườn hoa cái là bị cuốn hút quá, không dám không muốn ra luôn. Nhưng mà hoa này đẹp quá. Hoa đẹp lắm. Hoa này sau Tết cho cô Hùng bấn bỏ chồng bán hơn. Rồi, ok. Đi qua này hả? Rồi, qua này trước đó. Về nhé. Mấy khi mới được vô đây? Đây là hoa cúc này. Đây, cả nhà thấy hoa cúc không? Cúc đây thì cô bỏ vào bấm vô chậu, xong rồi bán theo chậu. Rồi sau mà nếu lúc cái này là bán ngày rằm, ngày này thì rằm, ngày ấy thì bán. Bông này. Đây là hoa violet. Đẹp ha. Đẹp hoa. Ui. Wow. Màu tím rất là đẹp. Thơm này chứ. Thơm. Nước hoa. Có nước hoa mùi này á. Thơm quá trời luôn. Tuyệt vời. Này là mua là không biết là cô bán sao này. Này ra ngắm mà đẹp hơn hả? Anh Kiên này, cũng là MV của anh Kiên nó đẹp lắm anh Kiên ơi. Rồi đúng không? Ca sĩ nào vào đây mà quay MV ha? Quay Tết hay chụp hình Tết hả? Rồi đúng. Nhất là các chị em mà áo dài á, áo dài cái Tết vào đây chụp hình luôn. Đây. Trời ơi. Ơi. Đẹp quá anh Kiên ơi. Các bạn phải ở đây thì mới cảm nhận được cái hết được cái đẹp của cái vườn hoa Nhật Tân này. Cảm nhận cái túi anh đi giống kiểu là mình nghệ sĩ mình đi du xuân vậy. Đây. Đây cả nhà thấy không? Rất đẹp. Anh đi xuống dưới kia thì anh đi lên đi. Để coi anh Kiên đi giống người mẫu nha các bạn. Rồi action. Diễn nào. Đẹp quá các bạn ơi. Đây. Đi là hát bài đó. Xuân đã về. Ồ, hay quá. Có nơi bên nào hay là mùa xuân đến đấy. Anh đào rất là đẹp. Tiếp. Đi qua bên này, anh Kiên đi bên đấy, mình đi bên này nha. Xuân đến rồi. Những phong trào tựa chào đón mùa xuân. Nhát không được hay lắm nhưng mà thôi. Kết. Ui, lại có cái cầu Nhật Tân đằng sau nữa này. Đẹp chưa? Tuyệt vời không? Đi vào đây mà là quay MV thì tuyệt vời luôn. Mà tiếc là mình hát không hay. Nhưng mà đẹp trai là được rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nhé. Đây thêm xíu nữa. Đi xuống hết cái đoạn này đi cho mọi người coi đi. Đoạn này cho mọi người xem này. Rồi sau đó thì mình sẽ mang Xuân từ Hà Nội về quê mình nhé. Nhưng mà đào đẹp quá này. Ở đây là nụ nó đang còn quá trời này. Đào này nó là chưa nở này. Chưa. Ừ, đào này là đang đẹp đúng, đó, đúng mua cái này về trưng Tết là đang đẹp luôn đó. Đây. Đúng ngày Tết là nó lại nở đấy. Nụ. Ở kia là bờ sông Hồng ha. Đẹp quá. Nó trồng ở đây người ta trồng sen canh hoa cúc luôn ha. Sen canh hoa cúc này, sen canh dâu này, rồi rau cải, rồi hoa violet này, hoa rất là nhiều nữa, sen rau củ quả đó. Rồi, đây. Các bạn xem anh Kiên chúc Tết mọi người này.
Rồi, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới 2019, năm Kỷ Hợi, thì Kiên xin được gửi lời chúc đến tất cả quý cô chú, quý chị các bạn một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, thành công hơn trong cuộc sống. Hy vọng là năm mới 2019 thì mọi người sẽ gặp nhiều may mắn và tiền vào như nước nha cả nhà ơi. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nhé.